chiếc tạt trứng muối với ăn kèm với lại kem phô mai mặn. Cái bánh rất là táo bạo, nhiều tầng nhiều lớp mà không phải ai gọi là mới làm bánh cũng dám làm nha. Nghĩa là phải kinh nghiệm, kỹ năng, đồ cứng dữ lắm. Mấy cái chén này là chén sô-cô-la. Mình dùng để mình trang trí trên mặt bánh. Nhưng bánh tạt của mình là ngày hôm nay là sẽ gồm có frangipane trứng muối với lại ăn với lại kèm với kem phô mai mặn. Kem này của mình làm là mình có trong đây có lá chanh, cream cheese, whipped cream và sô-cô-la, không hề có đường. Entrus Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Trồng toàn layer sô-cô-la thì rất là khó và nó đòi hỏi người có kỹ thuật, chứ nếu như bạn sơ hở một tí là bạn sẽ bị gãy cái miếng nó liền, với miếng nó dày có 2 ly thôi, rất là mỏng. Em làm chiếc tạt trứng muối với ăn kèm với lại kem phô mai mặn, mà kem phô mai là của em lạnh lạnh chứ em không có trộn chung vào với trứng muối. Em tách ra làm hai phần, phần dưới cùng là em làm tạt hạnh nhân, phần kế tạt hạnh nhân là frangipane trứng muối, và trên cùng sẽ là một lớp kem phô mai béo và ngọt nhẹ. Cái độ ngọt của phô mai là em lấy từ sô-cô-la, em không bỏ một miếng đường nào vô hết. Và trong cái phô mai của em là em có cho một ít lá chanh để tạo dậy cái mùi hương. Vì lá chanh mà đi chung với trứng muối thì nó rất là hợp. Còn về phần trang trí thì đây cũng là một cái cách thể hiện cái phong cách làm bánh của em. Tinh tế nhưng nó cũng rất là phức tạp. Bởi vì đây là sô-cô-la em làm các lớp. Mình nhìn từ trên nhìn xuống thì giống như là những cái 3D. Và chiếc bánh này đang thể hiện là màn đêm. Em nghĩ là không phải vì riêng bản thân em, mà cũng sẽ có nhiều người giống như em. Và khi mà đêm xuống rồi, đèn tắt hết rồi, mọi người đi ngủ hết rồi, tất cả mọi thứ đều im lặng, thì em cảm giác lúc đó là con người em nó bừng lên cái sự sáng tạo nhiều nhất. Cái mặt trời này đó chính là trứng muối em nghiền nhuyễn và em trộn với lại sô-cô-la trắng tạo vị ngọt, và trứng muối thì nó có hơi bùi bùi trong đó. Đấy là cái phần trang trí của Nguyên thì là nó ứng dụng khá là nhiều kỹ thuật về sô-cô-la ở trong đó, nên là nếu như mà bạn nào không thực sự là hiểu biết về sô-cô-la thì sẽ không làm được. Cái bánh rất là táo bạo, nhiều tầng nhiều lớp mà không phải ai gọi là mới làm bánh cũng dám làm nha. Nghĩa là phải kinh nghiệm, kỹ năng, đồ cứng dữ lắm. Bạn sử dụng bao nhiêu trứng muối bên trong? Dạ, em không có đếm số lượng. Em lấy ra rồi em xay nhuyễn xong rồi em mới trộn vô, cho nên là em chỉ biết gram thôi chứ em không có biết cái số lượng quả trứng. Bánh của bạn vị rất là ngon. Chỉ tiếc chút xíu là hơi bị khô cái phần ở dưới. Nhưng mà ăn với lớp ở trên thì nó mướt. Dạ, cái phô mai. Nhìn bên ngoài á, rất là bắt mắt, rất là đẹp. Ý tưởng rất là tuyệt vời, rất là sáng tạo. Các phần nhân ở dưới tuy là hơi khô nhưng mà khi kết hợp với cái nhân mà phô mai chải của bạn á thì rất là điều vị, rất là ngon. Chị ăn mặt trời của em đi. Tâm tư tình cảm của em. Đúng rồi, ông mặt trời. Dạ. Chị dùng ông mặt trời ngay từ đầu. Dạ, em bắt trước chị. Em bắt trước chị, em thấy có cái con gà ở trên á, cho nên em muốn làm một cái gì đó nó hơi khác biệt chút xíu chứ không phải hoàn toàn là trứng muối. Ông mặt trời rất là ngon. Vị béo vẫn còn giữ lại. Dạ. Cho chị hỏi là em phát hiện ra cái lỗi gì khi mà em dùng chiếc bánh của ban giám khảo? Dạ, em ăn vào cái phần nhân thì em thấy nó bị mặn. Còn cái phần tạt thì em ăn nó nghe có vị gừng, có hương gừng ở trong đó. Mà em không biết là gừng kết hợp với trứng muối gì nó có ổn hay không.
Andrew Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh.